Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình. Để mình tiếp tục lấy động lực ra video, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố ngoài đi. Các bạn ở video ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu nha. Bạn cứ đặt tiếp, không sao lại phải ngậy đấy. Tiết kiệm mua dây thôi, hả? Lại cắt ra làm lại. Đúng chứ, không sau mua hạt nhiều quá, cái tấm đằng sau chị nó sẽ nhân tầm 6 tấm đấy, thì cuối tháng phải nhân tầm 6 tấm. Quyết sẽ không cho con thịt tút vào đây đâu. Thế nên là thịt tút nó không thích ở trong đây. Mình sẽ là con thương. Con thương mà gần ngay nhà Vindo rồi. Khả năng là nó cao hơn đấy. Em chưa nhìn mặt bao giờ. Thấy Facebook của nó, thế là xong vào mới thấy cảnh đại diện của nó là kiểu cầm cầm điện thoại chụp chứ gương mặt che mặt thôi, chứ nhìn cả cái mặt bao giờ. Gấu túi. Em cứ nghĩ ra ý tưởng này, khi đến cuối tháng chị đặt chia tiền cho em ấy. Vậy là mình đã tô màu xong rồi.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói hoài thế. Xin chào các bạn, video ngày hôm nay sẽ tôi mời các bạn xem. Em không biết nữa, chắc là cũng 6 giờ thôi. Chị phải chăm chỉ thế, có khi em lại ngồi đến 7-8 giờ giống chị vậy. Em nghĩ kịch là 7 giờ thôi, tại sao em còn phải mang cả lên lỗ nữa. 15 phút để có thể đeo trên đấy. Xong ngồi đến mai phải lại thì sửa thôi. Chứ bây giờ nó là cái gương mà không có điện thoại. Gương nặng, hãng nặng. Tại sao tiết trời nó nóng như này mà chị vẫn có thể đeo thức được? Quen rồi, đi đường nó nóng thế. Ok, chị không quên đeo găng tay à? Chia của mình mấy ngày ngu ngu với cùng giờ mới trắng là như chị cũng trắng được. Mình mấy ngày rồi đi 2 tiếng trưa phát giờ nó thành như này, không trắng hơn được. Chị có cái nhà để trắng hơn không? Chị có cái nhà để trắng hơn không? À, cái xanh sẽ mua. Cụ thể là vẫn cơm ở đấy. Tài giúp mình. Nhà nhánh nhu.